Rồi, chào quý vị và các bạn nhé. Sài Gòn mưa thì các bạn thấy rằng là bây giờ những cái người công nhân họ đang dọn rác đó, họ đang gom rác và thu gom ở trước cửa các cái hộ nhà dân, sau đó thì họ đưa lên cái xe màu xanh đó. Cái xe màu xanh đó các bạn. Đó, cô ấy đang vứt lên đó. Thì đằng sau là một cái túi này là một cái bao tải dứa đó. Thì sau khi mà gom rác, họ sẽ lựa những các cái vỏ chai hoặc là cái gì bán được để họ kiếm thêm cái thu nhập. Và đây là các bạn thấy đấy, trời mưa đấy, thì mọi người đi đang phải mang dù đấy. Và mình cũng tranh thủ, mình sẽ ghi lại một số những các cái thước phim về trời mưa, cuộc sống dưới mưa, mưu sinh của bà con Sài Gòn để quý vị và các bạn tham khảo. Thì mình sẽ đi tới từng đoạn, mình sẽ dừng lại để ghi cho các bạn coi nhá. Kia một cái bác đạp xích lô kìa. Bác đạp xích lô trong mưa đấy. Đó. Mặc. Rồi mình sẽ tạm dừng ở đây và mình sẽ ghi tiếp những cái đoạn phim tiếp theo nhá.